Chào mừng các bạn đã quay lại với chuỗi video giải đề kế toán tài chính và kế toán tài chính 1 của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải một đề kế toán tài chính. Và đề này thì theo mình thấy là khá nhẹ nhàng, chỉ có 4 câu. Câu 1 là câu lý thuyết, phân biệt chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại. Hãy cho biết loại chiết khấu nào được xem là một khoản giảm trừ doanh thu. Câu 2. A. Trong các loại chi phí sau, chi phí nào là chi phí hình thành tài sản? Chi phí nào là chi phí để xác định lợi nhuận hay còn gọi là chi phí thời kỳ? Và hãy giải thích ngắn gọn. Chi phí A. Chi phí vận chuyển hàng hóa về nhập kho. B. Thuế giá trị gia tăng của hàng mua về được kê khai theo phương pháp trực tiếp. C. Chi phí nhân công trực tiếp để chế tạo ra sản phẩm. D. Chi phí tiếp khách để phục vụ cho việc bán hàng. E. Chi phí vận chuyển hàng hóa đem đi bán. F. Trả lương cho nhân viên vòng kinh doanh. Và câu B. Với mỗi loại chi phí ở A và B, hãy cho một nghiệp vụ ví dụ để minh họa có số liệu đầy đủ và hãy định khoản hàng nghiệp vụ đó. Câu 3. Ngày 25 tháng 3 năm N, công ty ký hợp đồng mua ô tô trị giá 440 triệu đồng, đã gồm thuế giá trị gia tăng 10% để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa đi kinh doanh. Ngày 27 tháng 3 năm N, công ty chi thêm 20 triệu đồng chưa thuế giá trị gia tăng, chuyển khoản để sử dụng dịch vụ lắp ráp và hoàn thiện phụ tùng cho ô tô này. Đến ngày 1 tháng 4 năm N, ô tô đã sẵn sàng sử dụng. Biết thời gian sử dụng hữu ích của ô tô là 5 năm, giá trị thanh lý của ô tô ước tính thu được sau khi sử dụng hết 5 năm là 60 triệu đồng. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, trích khấu hao hàng tháng. Câu A. Tính nguyên giá ô tô, giá trị phải khấu hao của ô tô, số tiền khấu hao hàng tháng của ô tô. Câu B. Ngày 1 tháng 6 năm N cộng 3, công ty bán ô tô này với giá 200 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là 10%. Hãy định khoản các nghiệp vụ ngày 25 tháng 3, tức là nghiệp vụ đầu tiên, ngày 27 tháng 3, nghiệp vụ này, ngày 1 tháng 4, nghiệp vụ này, ngày 31 tháng 12 năm N là nghiệp vụ khấu hao ô tô, cũng như nghiệp vụ ngày 1 tháng 6 năm N cộng 3 là nghiệp vụ bán ô tô. Câu C. Việc khấu hao tài sản được dựa trên nguyên tắc kế toán chung nào? Nếu kế toán không trích khấu hao hàng tháng mà tính toàn bộ chi phí của ô tô vào tháng đầu tiên thì sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính năm N và năm N cộng 1 như thế nào? Sang câu cuối cùng, câu 4. Trong mỗi trường hợp dưới đây, cần phải vận dụng nguyên tắc kế toán chung nào? Kế toán đã xử lý đúng trong mỗi trường hợp hay chưa? Nếu chưa xử lý đúng, thay vì xử lý như vậy thì kế toán phải xử lý như thế nào? Trường hợp A. Tài sản cố định có giá gốc là 1 tỷ đồng, giá trị thị trường là 1 tỷ 500 triệu đồng. Khi lập bảng cân đối kế toán đã trình bày nguyên giá của tài sản cố định theo giá thị trường, tức là trình bày 1 tỷ 500 triệu đồng, bằng cách lập thêm một nghiệp vụ ghi tăng tài sản cố định. Và trường hợp B. Hàng tồn kho có giá gốc là 200 triệu đồng, ngày 31 tháng 12, giá trị thị trường của hàng tồn kho là 170 triệu đồng, chi phí để hoàn thiện và bán những hàng tồn kho này là 20 triệu đồng. Kế toán trình bày giá trị của hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán là 50 triệu đồng. Như vậy là mình vừa đọc xong đề của 4 câu và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải câu 1. Đây là một câu lý thuyết, phân biệt chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại. Hãy cho biết loại chiết khấu nào được xem một khoản giảm trừ doanh thu. Thì mình thấy đây là một câu khá hay vì cũng có nhiều bạn vẫn còn nhập nhằng giữa hai loại chiết khấu này. Và mình xin giải đáp như sau. Chiết khấu thanh toán là số tiền giảm trừ của người bán cho người mua vì người mua thanh toán tiền sớm hơn trước thời hạn quy định. Còn chiết khấu thương mại là khoản mà doanh nghiệp giảm giá bán niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn. Như vậy là chiết khấu thanh toán sẽ xuất hiện khi mà liên quan đến việc trả tiền sớm. Còn chiết khấu thương mại thì liên quan đến việc mua hàng số lượng lớn. Vậy thì khoản nào trong hai khoản chiết khấu này được xem là khoản giảm trừ doanh thu? Trước tiên chúng ta hãy cùng phân tích về chiết khấu thanh toán. Thì chiết khấu thanh toán là số tiền phát sinh từ giao dịch thanh toán, chứ không hề liên quan gì đến hàng hóa, nên không thể xem đây là khoản giảm trừ doanh thu được. Vì vậy, nên khi định khoản, thay vì ghi nợ tài khoản 521 là giảm trừ doanh thu, ta sẽ ghi nợ tài khoản 635 là chi phí tài chính. Trong khi đó, chiết khấu thương mại có thể xem một chính sách khuyến khích khách hàng mua hàng với số lượng lớn, thì khoản chiết khấu này sẽ làm giảm lợi ích của doanh nghiệp từ việc bán hàng và giảm số tiền phải thu hoặc là sẽ thu của doanh nghiệp. Vì vậy nên đây sẽ được xem khoản giảm trừ doanh thu. Và các bạn chú ý khi định khoản thì chúng ta sẽ nợ tài khoản 521 và chi tiết tài khoản cấp 2 là 5211. Tức là tài khoản 521 là giảm trừ doanh thu và tài khoản 5211 là chiết khấu thương mại. Sang câu 2. A. À, trong các loại chi phí sau, chi phí nào là chi phí hình thành tài sản, chi phí nào là chi phí xác định lợi nhuận, chi phí thời kỳ, hãy giải thích ngắn gọn. Trước khi phân tích từng loại chi phí thì mình sẽ muốn phân biệt cho các bạn thế nào là chi phí hình thành tài sản và thế nào là chi phí để xác định lợi nhuận. Chi phí hình thành tài sản
Đây là những chi phí đã phát sinh nhưng tạo ra lợi ích kinh tế cho nhiều kỳ kế toán sau. Những chi phí này phát sinh sẽ hình thành nên tài sản trong kỳ kế toán. Loại chi phí này không được sử dụng để xác định lợi nhuận cho đến khi nó được tiêu hao để tạo ra lợi ích trong kỳ tương ứng. Một số loại chi phí hình thành tài sản phổ biến đó là chi phí phát sinh khi tiếp nhận tài sản, chi phí phát sinh khi tiếp nhận tài sản cố định, chi phí liên quan đến hình thành hàng tồn kho, chi phí trả trước dài hạn, ví dụ như trả trước tiền thuê nhà trong nhiều tháng, nhiều năm, trả trước tiền mua bảo hiểm, trả trước chi phí quảng cáo, vân vân. Và chi phí để xác định lợi nhuận, đây là chi phí gắn liền với doanh thu là thu nhập đạt được trong kỳ kế toán. Và một số chi phí để xác định lợi nhuận phổ biến đó là giá gốc của hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ khi bán ra, các chi phí phục vụ cho việc bán ra như bao gói, quảng cáo, vận chuyển, xếp dỡ, đây có thể xem là chi phí bán hàng, và các chi phí liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp, điều hành doanh nghiệp như tiền lương của nhân viên quản lý doanh nghiệp, giá trị hao mòn của tài sản cố định dùng trong bộ phận quản lý, vân vân. Và mình có một mẹo để phân biệt, đó là khi định khoản, nếu như chi phí nào các bạn định khoản vào nhóm tài khoản loại 1, loại 2 thì thường đây là những chi phí hình thành tài sản. Còn những chi phí nào định khoản nhóm tài khoản loại 6 thì thường đây là chi phí để xác định lợi nhuận. Chúng ta hãy cùng giải quyết từng loại chi phí một. Trước tiên là A, chi phí vận chuyển hàng hóa về nhập kho. Thì nếu như chúng ta không bỏ tiền để vận chuyển hàng về nhập kho thì chắc chắn là hàng sẽ không được đưa về nhập kho và sử dụng. Và nếu mà hàng không được sử dụng thì không để xem đây là tài sản của đơn vị được. Hay nói cách khác, bắt buộc phải có chi phí này để hình thành nên hàng tồn kho. Chính vì vậy đây là chi phí hình thành tài sản. Câu B, thuế giá trị gia tăng của hàng mua về được kê khai theo phương pháp trực tiếp. Vì thuế giá trị gia tăng được kê khai theo phương pháp trực tiếp nên sẽ không được hoàn lại. Do đó, nếu như không nộp thuế giá trị gia tăng thì cũng không có được hàng hóa này. Vì vậy, chi phí này giúp hình thành hàng hóa mua về nên đây được xem chi phí hình thành tài sản. Các bạn chú ý là thuế giá trị gia tăng kê khai theo phương pháp trực tiếp thì sẽ không được hoàn lại. Còn thuế giá trị gia tăng kê khai theo phương pháp khấu trừ thì sẽ được hoàn lại. Câu C, chi phí nhân công trực tiếp để tạo ra sản phẩm. Nếu không bỏ ra chi phí nhân công thì những người lao động này sẽ không thể chế tạo ra được sản phẩm, do đó sản phẩm không được hình thành. Vì vậy nên đây được xem là chi phí để hình thành tài sản này. Như lúc nãy như mình nói là những loại chi phí mà khi định khoản là nhóm 6 thì thường là chi phí để xác định lợi nhuận. Vậy thì tại sao loại chi phí này là tài khoản 622 thì vẫn được tính là chi phí hình thành tài sản? Bởi vì các bạn chú ý là trong quá trình xử lý kế toán, sau khi nợ tài khoản 622 thì sẽ kết chuyển sang tài khoản 154, chi phí dễ dàng trong kỳ, và sau đó sẽ kết chuyển sang tài khoản 155 là thành phẩm. Thì tài khoản 154 và tài khoản 155 vẫn là nhóm tài khoản nhóm 1, nên đây vẫn là chi phí hình thành tài sản. Loại chi phí D, chi phí tiếp khách để phục vụ cho việc bán hàng. Đây là chi phí hình thành để giúp thúc đẩy việc bán hàng và có liên quan đến doanh thu. Các bạn chú ý là doanh thu trong kỳ đó, và nhờ có chi phí này mà doanh thu mới có thể được tạo ra. Mặt khác, chi phí này không hề giúp hình thành nên một loại tài sản nào. Vì vậy nên đây là chi phí để xác định lợi nhuận. Câu A, chi phí vận chuyển hàng hóa đem đi bán. Nhờ có chi phí vận chuyển hàng đem đi bán mà hàng mới được bán cho khách, từ đó giúp tạo ra doanh thu. Chi phí này cũng tương tự như chi phí ở câu D, vì vậy nên đây là chi phí xác định lợi nhuận. Câu F, trả lương cho nhân viên phòng kinh doanh. Thì các nhân viên phòng kinh doanh sẽ giúp vận hành việc bán hàng và từ đó tạo ra doanh thu, do đó chi phí này liên quan đến doanh thu và giúp tạo ra doanh thu. Vì vậy nên đây là chi phí xác định lợi nhuận. Nhưng mà để chúng ta đã giải quyết xong ý A, chúng ta sang ý B. Với mỗi loại chi phí A và B, hãy cho một nghiệp vụ ví dụ để minh họa, có đầy đủ số liệu và hãy định khoản hai nghiệp vụ đó. Trước tiên là chi phí A, chi phí vận chuyển hàng hóa về nhập kho. Thì ví dụ của mình là công ty thương mại A thuê một đơn vị vận chuyển để đưa hàng hóa về nhập kho. Chi phí của dịch vụ vận chuyển này chưa tính thuế giá trị gia tăng là 3 triệu đồng và thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là 10%. Công ty vẫn chưa thanh toán tiền cho đơn vị vận chuyển. Vì là công ty thương mại nên chi phí vận chuyển sẽ được định khoản riêng vào tài khoản đó là 1562 là 3 triệu đồng. Và thuế giá trị gia tăng là tài khoản 133 là 10% là 300.000 đồng. Và chưa thanh toán cho người bán nên lại là có tài khoản 331. Lấy 3 triệu đồng cộng 300.000 đồng sẽ ra 3 triệu 300.000 đồng. Và chuyển sang nghiệp vụ B thì thuế giá trị gia tăng của hàng hóa mua về được kê khai theo phương pháp trực tiếp. Các bạn chú ý phương pháp trực tiếp cho nên là thuế sẽ không được khấu trừ và vì vậy sẽ tính luôn vào nguyên giá của hàng hóa mua về. Ví dụ của mình là công ty kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Công ty mua một lô hàng hóa nhập kho có giá chưa thuế 50 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là 10%.
công ty đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng cho nhà cung cấp. Như vậy là thuế này cũng sẽ tính luôn vào nguyên giá của hàng hóa nên sẽ nợ tài khoản 1561 là 55 triệu đồng. Và vì đã thanh toán qua ngân hàng nên sẽ là có tài khoản 112 cũng là 55 triệu đồng. Như vậy là chúng ta giải quyết xong câu 2. Chúng ta cùng chuyển sang câu 3. Ở câu 3 thì sẽ cho giá trị mua ô tô, cho thuế giá trị gia tăng và cho chi phí để lắp ráp và hoàn thiện cái ô tô này và cho cái thời điểm mà ô tô sẵn sàng đưa vào sử dụng. Đồng thời đề bài cũng cho thời gian sử dụng hữu ích của ô tô là 5 năm và giá trị thanh lý ô tô ước tính thu được sau khi sử dụng hết 5 năm là 60 triệu đồng. Đây là một chi tiết mà rất nhiều bạn hay bỏ qua. Và công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng và trích khấu hao hàng tháng. Thì đề bài hỏi 3 ý. Ý thứ nhất là tính nguyên giá ô tô, giá trị phải khấu hao của ô tô và số tiền khấu hao hàng tháng của ô tô. Ý thứ hai là định khoản. Và ý thứ ba là một câu thiên về lý thuyết. Đó là việc khấu hao được thực hiện trên nguyên tắc kế toán chung nào. Nếu kế toán không trích khấu hao hàng tháng mà tính toàn bộ chi phí của ô tô vào tháng đầu tiên thì sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của năm N và năm N cộng 1 như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết câu A. Câu A hỏi 3 ý. Đó là nguyên giá ô tô, giá trị phải khấu hao ô tô và số tiền khấu hao hàng tháng của ô tô. Thì ở đây mình có cái công thức mình đã cung cấp cho các bạn ở trong đề 1. Đó là nguyên giá của tài sản cố định mua sắm. Ở đây ô tô được mua về thì sẽ bằng giá mua cộng với các khoản thuế không được hoàn lại, cộng với các chi phí liên quan trực tiếp và cộng với lãi vay tiền được vốn hóa. Ở trong đề chúng ta thấy là có đề cập đến giá mua và có đề cập đến thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp này thì thuế giá trị gia tăng này là thuế được khấu trừ cho nên sẽ được hoàn lại. Vì vậy chúng ta không được tính thuế này vào nguyên giá của tài sản cố định. Do đó trước tiên chúng ta sẽ tính là giá mua của ô tô không kể thuế giá trị gia tăng là sẽ lấy 440 triệu đồng chia cho 1 cộng với 10% tức là cộng thuế suất. Có nghĩa là trong 440 triệu đồng này thì đã bao gồm 10% thuế suất nên phải chia cho 1 cộng 10% thì sẽ ra còn được 400 triệu đồng. Và đồng thời trong đề bài cũng cho là các chi phí để lắp ráp và hoàn thiện ô tô này là 20 triệu đồng nữa. Đây chính là các chi phí trực tiếp liên quan. Và do đó nguyên giá của ô tô sẽ bằng giá mua cộng với chi phí lắp ráp và hoàn thiện là 400 triệu cộng với 20 triệu là 420 triệu đồng. Và lúc nãy như mình đã nói có một chi tiết các bạn rất hay bỏ qua. Đó là giá trị thanh lý của ô tô ước tính thu được sau khi sử dụng hết 5 năm là 60 triệu đồng. Thì cái này để làm gì? Thì đề bài hỏi là giá trị phải khấu hao của ô tô. Nhiều bạn rất hay nhầm lẫn là giá trị phải khấu hao của ô tô và nguyên giá của ô tô là một. Tuy nhiên nó là hai khái niệm khác nhau. Nhưng trong nhiều trường hợp thì nó là một. Bởi vì sao? Trước tiên mình sẽ cung cấp công thức của nó là giá trị phải khấu hao của ô tô bằng nguyên giá của ô tô trừ cho giá trị thanh lý ước tính của ô tô. Trong rất nhiều trường hợp đề bài không nhắc đến giá trị thanh lý ước tính của tài sản cố định và mặc định cho nó bằng không. Chính vì vậy khi đó giá trị phải khấu hao ô tô sẽ bằng nguyên giá của ô tô. Tuy nhiên trong bài này thì sẽ cho giá trị thanh lý của ô tô ước tính thu được sau khi sử dụng hết 5 năm là 60 triệu đồng. Từ đó chúng ta tính được giá trị phải khấu hao của ô tô là nguyên giá trừ cho giá trị thanh lý ước tính thu được là 420 triệu đồng trừ 60 triệu đồng là 360 triệu đồng. Và về việc tính khấu hao thì chúng ta chỉ tính khấu hao trên giá trị phải khấu hao chứ chúng ta không tính khấu hao theo nguyên giá như bình thường. Chính vì vậy tài sản cố định này được sử dụng 5 năm nên mức khấu hao hàng năm sẽ là lấy giá trị phải khấu hao và chia cho năm ra được 72 triệu đồng. Mà mỗi năm có 12 tháng nên số tiền khấu hao hàng tháng sẽ là 72 triệu chia 12 là 6 triệu đồng. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong câu A và chuyển sang câu B. Chúng ta cùng chuyển sang câu B, đó là câu về định khoản. Chúng ta cần về định khoản các cái vụ ở 5 ngày, là ngày 25 tháng 3, ngày 27 tháng 3, ngày 1 tháng 4, ngày 31 tháng 12 năm N và ngày 1 tháng 6 năm N cộng 3. Trước tiên là ngày 25 tháng 3, đây là ngày mua ô tô. Tuy nhiên ô tô lúc này vẫn chưa vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nên chúng ta không thể ghi tăng tài sản cố định được, không thể ghi tăng 211 ở chỗ này. Thay vào đó, chúng ta phải ghi vào tài khoản 241 là xây dựng cơ bản dở dang và chi tiết là 2411 mua tài sản cố định và số tiền ở đây là 400 triệu đồng bởi vì giá mua thực chất chỉ có 400 triệu đồng mà thôi, còn lại là 40 triệu đồng là thuế giá trị gia tăng. Ở đây chưa đề cập đến việc thanh toán cho người bán nên ở đây chúng ta ghi có tài khoản 331 là 440 triệu đồng. Vào ngày 27 tháng 3 thì công ty chi thêm 20 triệu đồng chuyển khoản và chưa có thuế giá trị gia tăng và thêm thuế giá trị gia tăng nữa là 2 triệu đồng. Như vậy là tiếp tục nợ tài khoản 2411 là 20 triệu đồng và nợ tài khoản 133 thuế giá trị gia tăng là 2 triệu đồng. Và đã chuyển khoản thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ nên sẽ là có tài khoản 112 là 22 triệu đồng, lấy 20 triệu đồng cộng 2 triệu đồng.
và đến ngày 1 tháng 4 thì ô tô này đã sẵn sàng sử dụng. Như vậy là lúc này chúng ta đã được phép ghi tăng tài sản cố định, đó là nợ tài khoản 211 420 triệu đồng và có tài khoản 2411, lúc này ghi giảm chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng là 420 triệu đồng. Tức là những gì phát sinh trước đó, đó là 20 triệu chi phí và 400 triệu tiền mua thì sẽ được ghi chuyển qua tài sản cố định vào ngày 31 tháng 12 năm N. Thì ở đây yêu cầu ghi nghiệp vụ khấu hao, thì như các bạn thấy là trích khấu hao hàng tháng, vì vậy nên chỉ cần nghiệp vụ khấu hao của một tháng mà thôi, là nợ tài khoản 641 và có tài khoản 214 là 6 triệu đồng. Đây là kết quả khấu hao hàng tháng chúng ta tính được ở câu A. Thì tại sao lại là tài khoản 641? Vì ở đây là ô tô này được phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa đi kinh doanh, cho nên phục vụ cho bán hàng, đây được xem là chi phí bán hàng nên là nợ tài khoản 641. Chúng ta sang nghiệp vụ cuối cùng, đó là nghiệp vụ bán tài sản vào ngày 1 tháng 6 năm N+3. Nghiệp vụ bán tài sản thì sẽ được chia làm hai phần, một là số sổ tài sản, hai là số tiền thu được từ việc bán tài sản đó. Đối với phần xóa sổ tài sản, chúng ta cần phải biết được giá trị còn lại của tài sản là bao nhiêu và giá trị hao mòn tích lũy là bao nhiêu. Và để biết được giá trị hao mòn tích lũy thì chúng ta cần phải biết tài sản này đã được sử dụng trong bao lâu. Tài sản bắt đầu đưa vào sử dụng là ngày 1 tháng 4 và ngày bán tài sản là ngày 1 tháng 6 năm N+3. Như vậy là đã trải qua 38 tháng. Và do đó giá trị hao mòn tích lũy của cái ô tô này là 6 triệu một tháng mà nhân cho 38 tháng sẽ ra được 228 triệu đồng. Trước tiên chúng ta đến với nghiệp vụ xóa sổ ô tô, đó là nợ tài khoản 214, tức là ghi đảo lại cái giá trị hao mòn, và nợ tài khoản 811 là chi phí khác, và có tài khoản 211 là ghi giảm giá tài sản cố định này, là ghi giảm giá theo nguyên giá, và nợ tài khoản 214 là giá trị hao mòn lũy kế tính đến thời điểm bán ô tô, và nợ tài khoản 811 là phần chênh lệch giữa hai con số này. Còn trong khi đó nghiệp vụ tiền thu được từ bán ô tô đó là có tài khoản 711, đây là thu nhập khác, và có tài khoản 333 là thuế giá trị gia tăng thêm 10% nữa. Như vậy ở đây chưa thu tiền, sẽ phải thu của người mua là 220 triệu đồng, lấy 200 triệu cộng 20 triệu. Vậy thì tại sao ở đây là tài khoản 711 và 811? Bởi vì theo nguyên tắc của kế toán thì các nghiệp vụ bán tài sản cố định được xem là những nghiệp vụ không thường xuyên xảy ra bất thường, và thu nhập kiếm được từ việc bán tài sản thì không được xem là doanh thu của đơn vị, mà thay vào đó sẽ tính vào thu nhập khác và chi phí khác. Chúng ta chuyển sang câu C. Việc khấu hao tài sản được dựa trên nguyên tắc kế toán chung nào? Câu này thì mình đã giải quyết ở câu 2C của đề 1, tuy nhiên ở đây mình sẽ giải quyết lại một lần nữa. Trước tiên chúng ta cần phải biết một số khái niệm và nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận. Đó là khái niệm thực thể kinh doanh, giả thuyết cơ sở dồn tích, giả thuyết hoạt động liên tục, nguyên tắc thước đo tiền tệ, giả thuyết kỳ kế toán, nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc ghi nhận doanh thu áp dụng cơ sở dồn tích, nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc thận trọng và nguyên tắc trọng yếu. Và việc khấu hao tài sản cố định là vận dụng nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí, đảm bảo mức khấu hao được tính trong kỳ phải phản ánh tương xứng mức độ hao mòn của từng loại tài sản, và mức khấu hao này phải tương ứng với doanh thu mà nó tạo ra được trong kỳ. Vậy thì nếu như kế toán không trích khấu hao hàng tháng mà tính toàn bộ chi phí của ô tô vào tháng đầu tiên thì sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính năm N và năm N cộng 1 như thế nào? Trước tiên chúng ta hãy cùng phân tích nếu như kế toán tính bình thường như thế nào và kế toán không tính như vậy thì như thế nào, và chúng ta so sánh hai kết quả. Đầu tiên là khi kế toán vẫn trích khấu hao bình thường thì theo kết quả ở câu A, mức khấu hao hàng tháng là 6 triệu đồng, do đó tổng giá trị khấu hao trong năm N thì trong năm N là tài sản này được bắt đầu sử dụng từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12, tức là đã trải qua 9 tháng. Do đó tổng giá trị là 6 triệu nhân cho 9 là 54 triệu đồng. Còn tổng giá trị khấu hao trong năm N cộng 1, trong năm này thì tài sản được sử dụng trọn vẹn trong năm là 12 tháng, nên tổng giá trị khấu hao của nó là 6 triệu nhân 12 là 72 triệu đồng. Vậy thì giá trị còn lại của ô tô ngày 31 tháng 12 là 420 triệu mà trừ cho 54 triệu đồng khấu hao lũy kế đến năm N còn lại 366 triệu đồng. Còn giá trị còn lại của ô tô vào 31 tháng 12 N cộng 1 là lấy giá trị còn lại của năm N mà tiếp tục trừ cho mức khấu hao cho N cộng 1 thì sẽ còn lại 294 triệu đồng. Đây là cách xử lý trích khấu hao bình thường. Vậy còn nếu như không trích khấu hao bình thường mà lại tính toàn bộ chi phí vào tháng đầu tiên thì khi đó tổng chi phí khấu hao của ô tô trong năm N sẽ là toàn bộ chi phí khấu hao trong 5 năm là 360 triệu đồng. Trong khi chi phí khấu hao của ô tô trong năm N cộng 1 sẽ bằng 0,
Điều này đã gây ra tác động đến báo cáo tài chính 5N và 5N cộng 1 như sau. Trước tiên về bảng cân đối kế toán thì giá trị còn lại của ô tô 5N và 5N cộng 1 đều bằng 0. Đây sẽ làm giảm giá trị của khoản một tài sản cố định, do đó cũng làm giảm tổng tài sản, cụ thể là giá trị khoản một tài sản cố định của 5N sẽ bị giảm đi 366 triệu đồng, là từ 366 triệu đồng xuống 0. Trong khi đó giá trị khoản một tài sản cố định 5N cộng 1, ở đây N cộng 1 nhé các bạn, sẽ bị giảm đi 294 triệu đồng, từ 294 triệu đồng xuống 0. Vậy thì hai con số này ở đâu? Hai con số này chính là giá trị còn lại vào ngày 31 tháng 12 năm N và 31 tháng 12 năm N cộng 1 đây. Còn đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì như thế nào? Chi phí khấu hao của ô tô 5N sẽ tăng lên 306 triệu đồng, tăng từ 54 triệu lên 360 triệu đồng. Bởi vì 5N thì chi phí khấu hao nếu xử lý đúng sẽ là 54 triệu. Trong khi đó nếu như xử lý không đúng thì nó sẽ là 360 triệu đồng, nên sẽ tăng thêm 306 triệu đồng. Vì vậy nên chi phí của 5N cũng sẽ tăng lên 306 triệu đồng, mà doanh thu không đổi, nên lợi nhuận sẽ giảm đi 306 triệu đồng, dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp cũng giảm. Còn chi phí khấu hao của ô tô 5N cộng 1 sẽ giảm đi 72 triệu đồng, từ 72 triệu đồng xuống 0, 72 triệu đồng là kết quả chúng ta tính được tổng giá trị khấu hao trong 5N cộng 1. Còn 0 đồng là nếu như xử lý theo cách này thì chi phí khấu hao của ô tô trong 5N cộng 1 chỉ bằng 0 mà thôi. Vì vậy nên chi phí 5N cộng 1 sẽ giảm đi 72 triệu đồng, mà doanh thu không đổi, nên lợi nhuận tăng lên 72 triệu đồng, dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng lên. Ở đây mình không nói thuế thu nhập doanh nghiệp tăng và giảm cụ thể là bao nhiêu, bởi vì cái mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có thể thay đổi, nên các bạn linh hoạt trong trường hợp này. Chúng ta đã giải quyết xong câu 3. Chuyển sang câu 4. Trong mỗi trường hợp dưới đây cần phải vận dụng nguyên tắc kế toán chung nào? Kế toán đã xử lý đúng trong mỗi trường hợp hay chưa? Nếu chưa xử lý đúng, thay vì xử lý như vậy thì kế toán phải xử lý như thế nào? Như vậy là trong mỗi câu A và câu B thì mình sẽ phải giải quyết 3 vấn đề. Thứ nhất là nguyên tắc kế toán chung. Thứ hai là kế toán xử lý đúng hay chưa. Và thứ ba là sửa lại nếu như chưa xử lý đúng. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với vấn đề A. Tài sản cố định có giá gốc là 1 tỷ đồng, giá thị trường là 1 tỷ 500 triệu đồng. Khi lập bảng cân đối kế toán đã trình bày nguyên giá của tài sản cố định theo giá thị trường, tức là 1 tỷ 500 triệu đồng, bằng cách lập thêm một nghĩa vụ ghi tăng tài sản cố định. Đầu tiên là nguyên tắc kế toán trong câu này chắc chắn là nguyên tắc giá gốc. Khi xác định nguyên giá của tài sản cố định thì tài sản cố định được phản ánh trên bảng cân đối kế toán thông qua 3 chỉ tiêu, đó là nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Theo nguyên tắc giá gốc, phần nguyên giá của tài sản cố định bắt buộc phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản cố định được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền phải trả, đã trả, hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Như vậy là thời điểm tài sản được ghi nhận chắc chắn không phải là giá thị trường, là thời điểm hiện tại. Vì vậy nên có thể khẳng định là trong trường hợp này kế toán đã xử lý không đúng. Thay vì ghi nguyên giá của tài sản cố định theo giá gốc, thì kế toán lại định khoản một nghĩa vụ ghi tăng nguyên giá của tài sản cố định, đồng thời là trình bày nguyên giá của tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán theo giá thị trường. Vì vậy nên chúng ta cần phải xử lý khác đi. Và thay vì xử lý như trong tình huống này, thì kế toán cần phải xử lý như sau. Trước tiên là không được ghi bút toán tăng tài sản cố định. Thứ hai là trình bày nguyên giá của tài sản cố định theo giá gốc là 1 tỷ đồng, thay vì trình bày theo giá thị trường là 1 tỷ 500 triệu đồng. Chúng ta sang tình huống B. Hàng tồn kho có giá gốc là 200 triệu đồng. Đến ngày 31 tháng 12, giá thị trường của hàng tồn kho là 170 triệu đồng và chi phí để hoàn thiện và bán hàng tồn kho này là 20 triệu đồng. Kế toán trình bày hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán theo giá trị là 50 triệu đồng. Kiến thức của câu này và câu 3C ở đề 1 là rất tương đương nhau. Vì vậy nên các bạn hoàn toàn có thể quay lại video trước của mình về đề 1 để xem câu 3C, từ đó có thể hoàn thiện thêm kiến thức về hàng tồn kho. Thì mình sẽ giải quyết như sau. Trước tiên là nguyên tắc kế toán cần vận dụng. Đó là nguyên tắc thận trọng trong lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Theo nguyên tắc này thì hàng tồn kho được trình bày trên bảng cân đối kế toán theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Hay nói cách khác, nếu như giá trị thuần có thể thực hiện được bị thấp hơn giá gốc, thì kế toán cần phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Và khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho này sẽ được tính theo từng loại vật tư, hàng hóa, sản phẩm và sẽ bằng giá gốc trừ đi giá trị thuần có thể thực hiện được. Và trong trường hợp này thì kế toán đã xử lý không đúng. Chúng ta cần phải tính toán một số chỉ tiêu để có thể rút được kết luận là kế toán xử lý không đúng. Trước tiên là giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho bằng giá trị có thể thu hồi được trừ đi chi phí để hoàn thiện và bán hàng tồn kho. Thì các bạn chú ý chữ thuần ở đây, chính vì có chữ thuần nên phải trừ đi các cái loại chi phí này, chính là 170 triệu trừ 20 triệu là 150 triệu đồng. Như vậy là
giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá gốc. Vì vậy nên cần phải lập dự phòng giảm giá tồn kho, và dự phòng giảm giá tồn kho là bằng giá gốc trừ cho giá trị thuần có thể thực hiện được là 200 triệu đồng trừ 150 triệu đồng 50 triệu đồng. Như vậy thì trong trường hợp này, giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc, nên giá trị hàng tồn kho phải được phản ánh trên bảng cân đối kế toán là giá trị thuần có thể thực hiện được, tức là 150 triệu đồng, thay vì cách xử lý của kế toán là 50 triệu đồng. Như vậy chúng ta cần phải sửa lại cách xử lý của kế toán, và thay vì xử lý như trong tình huống này thì kế toán cần phải xử lý như sau. Phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm một khoản là 50 triệu đồng. Ở đây có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là số dư có của tài khoản 2294 ít hơn 50 triệu đồng. Thứ hai là số dư có của tài khoản 2294 nhiều hơn 50 triệu đồng. Trong trường hợp ít hơn 50 triệu đồng thì chúng ta tính khoản nợ 632 và có 2294 khoản chênh lệch ít hơn. Và trong trường hợp nhiều hơn thì chúng ta định khoản nợ tài khoản 2294 và có tài khoản 632, khoản chênh lệch nhiều hơn. Miễn sao là số dư có của tài khoản 2294 đúng bằng 50 triệu đồng. Và kế toán cần phải trình bày giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán theo giá trị thuần có thể thực hiện được, tức là 150 triệu đồng, thông qua 3 chỉ tiêu là giá gốc, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và giá trị thuần có thể thực hiện được. Các bạn chú ý là dự phòng giảm giá hàng tồn kho sẽ được ghi trong hoặc, tức là thể hiện số âm. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được xong đề số 2. Các bạn đừng quên nhấn nút subscribe nha. Nếu như kênh YouTube của mình đạt đủ 1.000 subscribe, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn các tài liệu của video này để các bạn dễ in, dễ đọc. Chính vì vậy, một lần nữa xin chào tất cả các bạn, cũng như kêu gọi thêm bạn bè của các bạn nha.